Thông tin quốc tế đáng chú ý, thưa quý vị, luật sư Natasha Pitsmussa, người từng có thời gian gắn bó với cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, đã giành được chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống Slovenia và sẽ trở thành nữ nguyên thủ quốc gia đầu tiên của quốc gia này. Dữ liệu của Ủy ban bầu cử dựa trên 86,7% số phiếu được kiểm cho thấy bà Natasha Pitsmussa, 54 tuổi, đã giành được 53,83% số phiếu bầu, trong khi đối thủ của bà, chính trị gia cánh hữu và cựu ngoại trưởng Angeloga, chỉ giành được 46,17% phiếu bầu. Những sự kiện gần đây ở vùng Tây Ban Căng cho thấy tình hình không ổn định. Là tổng thống của đất nước, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là mở một cuộc đối thoại giữa tất cả người dân. Ông Loga sau đó đã thừa nhận thất bại và nói rằng hy vọng bà Pitsmussa sẽ thực hiện tất cả những gì bà đã hứa trong suốt chiến dịch. Về hình thức, bà Musa sẽ đề cử một số quan chức hàng đầu, bao gồm cả thống đốc ngân hàng trung ương. Hầu hết các đề cử phải được quốc hội xác nhận. Bà Musa sẽ thay thế ông Borut Pahor, người đã hoạt động chính trị trong 30 năm. Ông Pahor đã đảm nhận 2 nhiệm kỳ 5 năm, được công chúng gọi là chủ tịch Instagram vì thường xuyên sử dụng mạng xã hội này. Trước khi trở thành một luật sư có ảnh hưởng, bà Pitsmussa từng là người dẫn chương trình truyền hình. Bà đã vận động về nhân quyền, pháp quyền và cả các vấn đề về phúc lợi xã hội.